Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. À, tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp à, bài 30 trong chương trình địa lý lớp 9. Đó là bài thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với tây nguyên. À, trước khi đi vào à, giải đáp các bài tập trong bài 30 này, à, cô và các em sẽ cùng nhau xác định lại vị trí của à, hai vùng kinh tế này. À, đó là vùng Trung du miền núi và vùng Tây Nguyên một lần nữa trên lược à, đồ các vùng kinh tế ở nước ta. À, ở bài 30 này có hai bài tập. Bài tập thứ nhất chúng ta căn cứ vào bảng số liệu trong bảng thống kê sau. Đây là bảng 30.1 Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2001. À, với bảng thống kê này à, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào được trồng ở cả hai vùng, những cây công nghiệp à, lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên và giải thích vì sao. Câu hỏi thứ hai là so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè và cây cà phê ở hai vùng. À, với bản thống kê sau đây, à, đầu tiên là chúng ta à, xem cái tổng diện tích là trong cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên nè, à, với tổng diện tích của vùng Tây Nguyên trồng cây công nghiệp lâu năm là 632,9 nghìn ha chiếm 42,9% diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước. Còn với trung du miền núi Bắc Bộ thì chúng ta thấy tổng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng này là 69,4 nghìn ha chiếm 4,7% diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước. Ở vùng Tây Nguyên chúng ta thấy các loại cây trồng À, tiêu biểu à, nơi đây đó chính là cây cà phê, chè, cao su à, điều và hồ tiêu. Còn với trung du miền núi Bắc Bộ thì chúng ta thấy à, vùng này trồng à, các cây công nghiệp lâu năm như là chè, cà phê, à, hồi quế và sơn. Như vậy à, giữa hai vùng kinh tế này thì cái cây trồng nào à, được xem là à, cây công nghiệp lâu năm à, được trồng ở cả hai vùng chúng ta xem kỹ xem đó chính là cây nào các em đó chính là cây cà phê à kế đến chúng ta sẽ xem à, ở vùng tây nguyên à, cây công nghiệp nào à, được trồng mà trung du miền núi không có trồng đó chính là cây gì các em đó chính là cây cao su điều và hồ tiêu còn với trung du miền núi bắc bộ thì những cái cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng nơi đây mà tây nguyên không có đó chính là cây hồi quế và sơn à, như vậy là chúng ta đã trả lời được câu à, hỏi à, thứ nhất câu a trong bài tập 1 bây giờ chúng ta qua đến bài à, tập kế tiếp câu b à, chúng ta sẽ so sánh về à, diện tích và sản lượng cây cà phê cũng như cây chè của hai vùng này đầu tiên đó là cây chè chúng ta xem cây chè ở Tây Nguyên nhé à, chè ở Tây Nguyên có diện tích trồng là 24,2 nghìn ha à, chiếm 24,6% diện tích chè của cả nước. Còn với trung du miền núi Bắc Bộ thì cây chè có cái diện tích là 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè của cả nước. Nếu chúng ta so sánh về diện tích chè của vùng Tây Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ nè thì chúng ta thấy ở Tây Nguyên diện tích trồng chè ít hơn so với Trung Du miền núi Bắc Bộ rất nhiều. Hay nói cách khác là Trung Du miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn, nhiều hơn so với Tây Nguyên, gấp 2,8 lần so với Tây Nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh về sản lượng. Với sản lượng chè ở Tây Nguyên, chúng ta xem sản lượng chè nơi đây chiếm 20,5 nghìn tấn tức là chiếm 27,1% sản lượng chè của cả nước. À, trong khi đó, Trung Du, miền núi Bắc Bộ thì chiếm 47,0 nghìn tấn, tức là chiếm 62,1% sản lượng chè của cả nước. Nếu chúng ta so sánh hai vùng kinh tế này về sản lượng chè, thì chúng ta thấy sản lượng chè ở Tây Nguyên kém hơn À, so với là trung du miền núi Bắc Bộ hay nói cách khác là trung du miền núi Bắc Bộ có cái sản lượng chè nhiều hơn Tây Nguyên và gấp 2,1 lần à, sản lượng chè ở Tây Nguyên. À, kế tiếp là chúng ta sẽ à, so sánh về cây cà phê. À, với cây cà phê à, xét về diện tích thì chúng ta thấy ở tây nguyên cây cà phê chiếm 480,8 nghìn ha chiếm 85,1% diện tích cà phê của cả nước còn ở trung du miền núi bắc bộ chúng ta xem trung du miền núi bắc bộ thì cây cà phê à, được à, trồng với cái diện tích à, nhỏ với cái quy mô nhỏ À, bây giờ chúng ta sẽ so sánh về sản lượng cây cà phê à, với sản lượng cây cà phê thì chúng ta thấy à, ở vùng tây nguyên à, sản lượng chiếm à, 761,6 nghìn tấn chiếm 60,6% sản lượng cà phê của cả nước trong khi đó ở trung du miền núi bắc bộ thì cây cà phê mới được trồng thử nghiệm trong những năm gần đây à, như vậy thì à, chúng ta thấy rằng là à, cô nhắc lại cây trồng ở cả hai vùng à, đó là cây chè và cây cà phê. Còn trong mỗi vùng kinh tế thì tây nguyên à, có à, trồng các cái loại cây công nghiệp lâu năm khác như là ca ca à, cao su cà phê đều mà trung du miền núi bắc bộ không có trồng à, và ngược lại trung du miền núi bắc bộ trồng à, các loại cây công nghiệp lâu năm như là hồi quế và sơn à, các cây này ở tây nguyên không có trồng À, đây là cái bảng à, so sánh tổng hợp giữa hai vùng. À, thế thì à, chúng ta cùng nhau giải thích tại sao à, cây công nghiệp, à, đặc biệt là à, cây tre à, được trồng nhiều ở trung du miền núi Bắc Bộ là bởi vì trung du miền núi bắc bộ có cái nền địa hình cao và có mùa đông lạnh thích hợp để phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới cây chè là cây thích hợp với cái nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C và ở vùng trung du miền núi bắc bộ thì quanh năm thời tiết luôn mát mẻ thích hợp cho loại cây này phát triển còn với à, Tây Nguyên À, thì tây nguyên là vùng được xem là trồng cà phê nhiều nhất ở nước ta à, ở tây nguyên có khí hậu cận xích đạo trong năm có hai mùa rất là rõ rệt mùa mưa và mùa khô à, bên cạnh đó thì cái diện tích đất ba gian à, của vùng rất là rộng lớn rất thích hợp cho trồng cây à, cà phê à, cây cà phê à, rất thích hợp với cái khí hậu à, nhiệt đới nhiệt độ à, quanh năm thường trên 20 độ c và đặc biệt là có một cái mùa khô à, thuận lợi à, để cho việc à, à, phơi sấy cũng như là bảo quản sản phẩm của cây cà phê à, sau đây chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh à, về các loại cây trồng của một à, tỉnh ở à, trung du miền núi bắc bộ đó là Sương La Sương La trồng rất nhiều chè nhưng mà ngoài chè ra thì vùng còn trồng thêm cây cao su nhưng và cây cà phê nhưng mà cây cao su và cây cà phê thì vùng này chỉ mới trồng thử nghiệm trong những năm gần đây thôi sau đây là những cái hình ảnh về cây cà phê ở Tây Nguyên À, ở tây nguyên cô nhắc lại là à, là vùng trồng à, cây cà phê nhiều nhất ở nước ta nhưng mà ngoài cây cà phê ra thì tây nguyên còn trồng thêm các loại cây à, công nghiệp lâu năm khác như là cao su hồ tiêu và điều đây là những cái hình ảnh về các loại à, cây công nghiệp mà cô vừa nêu là hồ tiêu cao su và điều như khi nãy cô nói ở Sơn La thì người ta chỉ mới trồng cà phê cũng như là cao su trong những năm gần đây và ở vùng này chỉ mới trồng thử nghiệm thôi. Với những cái tỉnh phía Bắc, đặc biệt là 6 tỉnh phía Bắc hiện nay đã trồng được hơn 23.000 ha cao su và với cái diện tích đó chỉ chiếm... 2,4% diện tích cao su của toàn quốc. Đây là số liệu thống kê vào tháng 12 năm 2013. Ở các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, ngoài cây chè ra thì họ còn trồng thêm rất nhiều các loại cây công nghiệp lâu năm như là cây hồi đây là hình ảnh các à, cái hoa hồi nè hay là cây quế hồi và quế là hai cây được xem là à, cây gia vị à, các em thường hay ăn phở thì trong cái nước phở đó người ta thường à, dùng hai cái gia vị này trong à, cái quá trình à, nêm nước à, và chúng ta xem à, cà phê ở Việt Nam thường là xuất khẩu sang các nước Châu âu trung quốc nhật bản và bắc mỹ hiện nay thì việt nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới sau brazil còn với chè thì việt nam xuất sang các nước châu âu tây nam á nhật bản và hàn quốc và chè việt nam cũng xuất khẩu đứng hàng thứ 8 trên thế giới nước xuất khẩu chè nhiều nhất trên thế giới đó là Ấn Độ, kế đến đó là Trung Quốc, Sri Lanka vân vân và cô nhắc lại là à, cà phê thì Việt Nam à, đứng hàng thứ hai về xuất khẩu trên thế giới còn chè là đứng hàng thứ 8 về xuất khẩu chè trên thế giới. À, với cái bài tập 2 thì à, bài tập 2 à, viết báo cáo ngắn gọn về một trong hai loại cây công nghiệp à, hoặc là cây chè, hoặc là cây cà phê Thì cái phần bài tập 2 này Các em sẽ tự làm và các em sẽ tự học các em nhé Sau đây chúng ta sẽ xem một số Những cái đồi chè rất là đẹp Của một số tỉnh ở Trung Du miền núi Bắc Bộ Đó là tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hà Giang, tỉnh Yên Bái Và kế đến đó là tỉnh Thái Nguyên Chúng ta xem các cái đồi chè ở các tỉnh rất là đẹp có vong nè à, tiếp theo đây chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh kế tiếp về cây chè à, chúng ta thấy có một số nơi à, cây chè à, gốc rất là to điều này chứng tỏ là à, cái cây chè nơi đây được trồng à, rất là nhiều năm à, tiêu biểu đó là à, chè săn Tuyết à, ở Hà Giang À, cô nhắc lại là một lần nữa là à, cây chè là một loại cây công nghiệp lâu năm à, chúng ta nhìn đây cây chè à, ở các tỉnh phía bắc chúng ta thấy cái gốc của nó rất là to người ta gọi đó là à, chè tuyết cổ thụ ở suối giàng thuộc tỉnh yên bái chúng ta thấy nhìn hình ảnh về cái cây chè ở gốc rất là to nè và cô nhắc lại là chè tuyết à, um, suối giàng được à, xem là một cái đặc sản của tỉnh yên bái sau đây là một số những cái hình ảnh về những người nông dân họ thu hoạch chè ở thái nguyên và đây là một cái công ty cổ phần thuộc tập đoàn tân cương chuyên sản xuất chè thái nguyên đây là một loại đặc sản nổi tiếng của tỉnh thái nguyên về nông sản nhiệt đới và cận nhiệt đây là những cái hình ảnh về à, chè ở nước ta chè ở miền nam chúng ta thường hay gọi một cái tên gọi à, nữa đó là trà à, chè được xem là một thức uống rất được nhiều người việt nam ưa chuộng không những thế nhiều nước trên thế giới cũng xem đây là một loại thức uống à, rất là phổ biến rất được nhiều người trên thế giới ưa thích À, ở Việt Nam chúng ta có những cái loại chè nổi tiếng như là à, chè ô long, à, chè bắc tiên hay là chè xăng tuyết khi nãy cô nhắc. Ngoài ra thì chúng ta thấy còn có thêm một số những loại chè khác như là chè cầu đất ở Lâm Đồng, à, rồi à, chè lao bảo à, cũng ở Lâm Đồng à, và ngoài ra chúng ta còn thấy một số những cái à, thương hiệu chè khác, à, hương um, Thương hiệu cà phê, à, thương hiệu cà phê à, cũng là một loại thức uống đó rất nổi tiếng, đó là Vina Cà Phê, Net Cà Phê. Và trong những năm gần đây thì có thêm một cái sản phẩm cà phê rất là nổi tiếng trên thế giới, à, đó chính là à, cà phê trồn, à, hay à, người ta à, còn gọi một cái thương hiệu khác đó là Y5 Cà Phê. À, như vậy là vừa qua chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập thứ nhất à, chúng ta đã à, so sánh về à, sản lượng cũng như diện tích à, một số loại cây trồng à, đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng à, đó là vùng à, trung du miền núi bắc bộ và à, vùng tây nguyên à, tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời một vài cái câu hỏi à, trắc nghiệm để củng cố lại phần bài tập mà chúng ta mới vừa làm Câu hỏi thứ nhất đó là diện tích và sản lượng cây cà phê ở Tây Nguyên so với Trung du miền núi Bắc Bộ. A lớn hơn rất nhiều, B nhỏ hơn rất nhiều, C bằng nhau. Như vậy trong ba đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất em? Đó là đáp án A, lớn hơn rất nhiều. À, kế đến câu hỏi kế tiếp, là diện tích và sản lượng chè ở Tây Nguyên so với Trung du miền núi Bắc Bộ. A. Lớn hơn B. Nhỏ hơn C. Bằng nhau Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong 3 đáp án A, B, C các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án B là nhỏ hơn à, Như vậy các em về nhà Các em sẽ hoàn thiện cái bài tập thực hành này à, và sau đó các em tiếp tục ôn tập cho cô bài 23, 24, 25, 26 để chuẩn bị cho à, uh, kỳ thi học kỳ 1 sắp tới và sau đó các em chuẩn bị cho cô bài 31. À bài 31 chúng ta sẽ tìm hiểu qua vùng kinh tế thứ sáu của nước ta đó là vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung đó chính là vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ và điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ. tiết học ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Cô chào tạm biệt các em học sinh. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.